Đây, bữa nay chỉ có hai ba mẹ con đi thôi, con bắn nhỏ nó còn nhỏ quá các bạn. Nó không đi được, nó đi mấy chỗ này là chơi dành cho mấy người lớn thôi. Với lại cỡ tham miệng thì cỡ, còn cỡ thiên nào thì nó hơi nhỏ. Mà đi thì mua giấy bắt nè. Nên bây giờ chỉ có hai mẹ con đi thôi, các bạn nhớ coi nha. Đây coi tham miệng đi đâu làm gì nha. Bye, chúc gặp lại. Nè các bạn, cái này trời ơi, cái này là cao giống gì luôn kìa. Nó dài nhất, nó dài nhất trong mấy cái trò chơi trong này đó. Thì hai mẹ con bắt đầu đi mua vé nè. Chưa có vé. Đây, coi kìa. Đây, các bạn thấy không? Cái tàu kìa. Ok, đi thôi. Ok, hai các bạn có thấy gì không? Cái này là chỉ có cho người lớn đi thôi. Các bạn thấy không? Cao quá, để mà mình chỉnh này. Mình chỉnh này, kìa. Để nó tăng lên kìa. Nó mà xuống là muốn chết luôn đó các bạn. Bây giờ hai mẹ con đi thôi. Đó, coi ngay con đi xuống nè. Thank you.
Thank you.
Will enjoy the music, fun, and even a special visitor as the Peanuts game goes to summer camp. Our show begins in just 30 minutes. Thank you.
Đi đi. Đi đâu muốn chơi ở đâu nào? Nó biết chỗ nào nó thích, nó vừa nó. Nhỏ này nó nhát, còn nhỏ mà nhỏ nhỏ ở nhà đó. Nó sẽ chọn cái nào mà lớn hơn cái tuổi của nó. Con nhỏ này nó sẽ chọn cái nào nhỏ hơn cái tuổi của nó. Này con bám mỗi đứa mỗi khác. Ok đi 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 đi. Con đi đâu mẹ đi đó mà. Đó, đây chỗ của nó đây. Chỗ này phải không? Ok, để kim ghế ngồi đã. Kim ghế để đò đã. Bình thường đi chơi chỗ này ít khi đi tắm lắm, còn đi chơi mấy cái trò chơi thôi à. Kìa sắp đỏ rồi, kìa sắp đỏ rồi kìa.
tắm tắm xong rồi hơn tiếng rồi đó các bạn. Nam này tắm hơn tiếng rồi đó. Đi chơi chỗ khác tiếp thôi chứ không có chưa cái gì đâu. Người nhỏ này nhìn thấy sợ. Cửa rồi các bạn. Này chỗ mê mới thích này mà không có đi được. Phải chỉ có ba nó là đi được rồi. Cha mẹ thì không dám. Cái chỗ này cha mẹ đi được. Còn chỗ nào mà cao thì ta không cho. Chỗ này cha mẹ đi được còn lại đó rồi. Nhưng mà cha mẹ sợ không dám đi. Thank you.
Các bạn có thấy nước đằng sau không?